Vietnam. Congratulations on your spanking new office. It really looks awesome. And while I'm not there in person right now, you know, I'm completely with you in spirit. And I look forward to being there as soon as possible. Have a great time and let's create magic for our clients, for our teams, for ourselves. Go rock, DXC Vietnam. Morning. Good morning. Now, the first and foremost comment I want to share with each one of you, and you should be extremely, extremely, extremely proud about this, is the fact that we had the grit to make this happen. Because without our perseverance, without our patience, and without what we have tried to achieve over the last 18 months, we will not be there. So I want to take a moment from all of us to salute Foong, his leadership, Sam from the facilities team, and all the support organizations that helped us to make this happen to get to this joyous moment. Thank you, Foong and team. So all the best, guys. I think this is again a wonderful occasion. Sometimes we don't realize what we have achieved till we sit back and look back at past. So I think take that moment off, a couple of moments and minutes, to see how this journey has been and what we have achieved today. Yeah. Thank you so much and look forward to interacting with you. Who is, to us, sometimes quite funny, an 85-year-old man, managing directors of DXC Vietnam, to the stage. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay thật là vinh dự, thật là hạnh phúc và tự hào là cuối cùng là DXC Việt Nam khánh thành được cái tòa nhà mới như vậy. Có cái niềm vinh hạnh rất là to lớn, có các tất cả quý vị tham gia hôm nay. Một ngày rất là đặc biệt, ngày 9 tháng 9 năm 2019, trong cái buổi sáng mà tràn đầy năng lượng như hôm nay. Thực sự là tất cả những gì mà tôi muốn nói bây giờ là cái niềm, cái sự tri ân to lớn đối với tất cả quý vị đây. Đầu tiên là tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo của DSC, mà ở đây là đại diện cao nhất là ông Kosit và ông Guru, là các lãnh đạo của DSC đã có một sự tin tưởng rất là to lớn đối với chúng tôi ở đây, tập thể DSC Việt Nam. Cái như quý vị có thể cảm nhận được đó, thì cái tòa nhà này, cái văn phòng DC mới này đó, là áp dụng những cái tiêu chuẩn cao nhất, tiêu chuẩn hiện đại nhất của DC, và lần đầu tiên áp dụng trong toàn DC luôn.
Điều đó chứng tỏ là cái sự tin tưởng rất to lớn đối với cái khả năng của DC Việt Nam, khả năng của cái đội ngũ ở đây hiện tại và cái cho cái tương lai sắp tới tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn cho tập đoàn DC. Thì thực ra cái cuối cùng á, về phía bản thân tôi và tập thể DC Việt Nam đó, chúng tôi cũng có một cái pressure, có một cái là làm sao phải tiếp tục phát triển và phát triển công ty DC mạnh mẽ, DC Việt Nam mạnh mẽ hơn nữa để xứng đáng với tất cả những cái niềm tin và cái sự đầu tư của DC trong nội bộ công ty DC và bên ngoài các khách hàng, dịch vụ v.v. mọi thứ. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm hết mình để đáp ứng được những nhu cầu như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.